Hey, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi tiếp tục đến một cái website chơi game CSGO. Đó chính là CSGO Upgrade. Thì cái trang web này đó là cái trang web được dùng để upgrade đồ đó. Kiểu như từ ví dụ bạn thấy là từ khi súng một phẩy mấy đến nó nâng lên thành như đây. Xác suất thì thất bại cũng có nhưng mà thành công thì cũng có. Cho nên mình sẽ chơi thử nhé. Thì mình cũng đã nạp tiền và mình đếp vào đây mấy khẩu này rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi đến mình nâng cấp súng. Có cái này mình đếp vô là xịn chắc hay 23,3 đô. Giờ mình thử con này. Thôi ọc quật này Factory New mình không thích lắm. Bắn cái Battle Scale nó đẹp hơn. Mình sẽ thể custom item đây. Mấy cái này là sệt không bao giờ ra đó. Thử quốc lính này coi. Nó lên được mấy chất dèo luôn. Mà cái khẩu của mình là một phẩy mấy đô, 1,09 đô. Thì mình nâng lên tối đa lắm là 1 phẩy mấy đô rồi thôi. 2 đô cái xác suất thất bại nó cũng có. Đồ khẩu này đẹp thế. Mấy khẩu 1,2 mấy vậy nè, có mấy khẩu đẹp lắm. M4 flashback. Wow, giờ bắn khẩu gì đây ta? Khẩu gì đây? Night Shader Factory New. Nếu bỏ vô tỷ lệ nó lên nhiêu? 70%. 70% thì xác suất cũng có. Lên. Đấy, lên này. Lên này nè. Cái trang web này nó hay cái là nó bỏ tiền bỏ lúc mà nó nâng cấp độ thành công nó có nhạc. Còn lúc mà lên không được á, cái nhạc nó đang nổi lên vậy nó bụp cái tắt mắc cười lắm. Giờ mình thử một khẩu súng mà mình nhân 5 lên luôn coi nha. Wow. Thôi, thôi không chơi. Mình đếp khẩu gì lên đây nó cao cao hơn một tí thôi. Tầm 2 đô là cao lắm rồi. Season. Đẹp thế. 45%. Tỷ lệ cao. Cái khẩu này mê lắm nha. Nhưng mà không được là mất súng. Chơi. Lên. Lên. Lên rồi. Yeah, giờ mình sẽ giữ khổ người cũng bắn. Star chắc luôn, mình khoái. Custom tiếp. Mình còn thiếu khẩu gì nữa ta? Khẩu này không ta? Còn khẩu gì mình chưa có nữa, mình để vô đem về bắn cho có rồi. AUG mà ta chắc luôn ha. Well won. Thử khẩu M4 này coi. 59%. Tỷ lệ thì cũng rất cao. Lên. Lên. Sao rớt rồi. Rớt này. Rớt này này. Thua rồi đấy bạn. Thì mình nói rồi mà xác suất nó cũng thất bại thôi, cũng có thôi. Đâu phải là lúc nào muốn ăn ăn cũng được đâu. Blue Titanium. Thử phát luôn nha. Tù má con cá. Fever Dream luôn. Winway luôn. Xác suất thất bại là khá cao. Sticker Holo luôn. Mình thử câu này nhé.
lên được thì mừng thôi. Ok, thử. Ôi, đù má, anh khác. Trời ơi, god damn it, what the fuck, what? Mình nói với mấy thằng này coi. Nhân ơi, win. Mình chết rồi, cái giọng của mình thôi. What the hell, you made medium level 3. Nè, á ơi, củ chuối gì vậy? What the hell? Oh my god, man. Oh my god, man. What the hell? Oh my god. Vãi. Cái này là kiểu như đi vô làm giàu với cái trò này được. Vãi cứt thiệt. Ok, bình tĩnh lại. Giờ thì mình đang cần một cái súng. The shot. Nhưng mà mình đang có khẩu Star chắc rồi nên mình không có muốn đếp nó lắm. Thử rồi nha. What the fuck. Dù gì thì mình cũng lời rồi cho nên mình cũng không có mong muốn là cái này thất bại chắc luôn. Biết mà. Không thể nào được. Thôi mình thử cái khẩu này. What the fuck. Gì thế, ta đéo muốn đâu. Từ khẩu 2 đô của mình đúng không? Vinh que mà khẩu này hả? Cô không thích lắm. Mà đẹp thế. What the stone cool. Đẹp thế, ta chắc nữa, vinh que cũng được ha. Đẹp thế. Tỷ lệ lên là 66.86%. Ok, M4 ơi, mày ráng mày lên cho tao nhé. Lên. Ờ, được. Ê, mình còn khẩu warm gót nữa nè. Tiếp. Ô mà khẩu này nhiêu, khẩu này 1.9 đô đúng không? Lấy khẩu gì đây ta? Chỉ mấy khẩu dưới đây thôi. Ăn từ từ chứ không có ăn nhiều quá. Toske, mình cần với coi súng minwe á. Cái AUG này ha. 56% mà. Ta check AUG đi cho chết. Ok, lên. Lên thì lên thôi. Ok, thì các bạn có thể thấy là mình vừa mới đẩy vô bao nhiêu ta? Mình cũng không nhớ nữa nhưng mà bây giờ mình lời lại nè. What the fuck? What the fuck? Fever Dream này là kinh khủng lắm luôn rồi. Kinh lắm luôn rồi. Mình có nên đẩy cái gì tiếp không ta? Thôi, coi như là mình xin dừng cuộc chơi ở đây. What the fuck? One boss item. One boss item. What the hell? Withdraw thử khẩu này coi. Đây, hi hi hi. Wow. What the fuck?
đến giờ mình vẫn chưa thể tin được là mình có thể nhân 10 mình lên mình thành công được gì. Đó là lần đầu tiên luôn. Đó, xong rồi, nhận rồi, nhận rồi. Đó, close. What the fuck? 238.000. Thế, cool. Kick draw đi chứ. 1 bot item là sao ta? Mình dừng cuộc chơi rồi. Giờ thì mình nhận đồ. Hả, toàn khẩu star chắc không? Nhận đồ quá trời nhiều thế. Ok, ngon. What the hell? Khẩu súng này 37.000. 74.000. 43.000. Chất. Mình còn khẩu mà đúng không? Ta chắc nữa nè. Battle scale thôi bỏ. Tao withdraw khẩu này. Withdraw select. Ra súng đẹp phải. Minware cũng minimalware. Mình hay đọc tắt là minware. Quá đẹp rồi. Chất. Chất luôn. Đó, mấy khẩu mình vừa lấy nè. Mấy khẩu kia thì không có đép được nữa rồi. Ok, thì clip của mình cũng tới đây thôi nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.